sản phẩm mới là sự kết hợp độc đáo của tập đoàn BB Gas Việt Nam và Able. Đây là iPad 2. Các bạn có thể thấy iPad 2 nó rất là nhỏ nhắn và xinh xắn. Vỏ thì được làm bằng nhựa trong chứa ga, và cái phần này được làm bằng hợp kim nhôm. Theo tôi thì cảm thấy cầm cái con này trên tay đã hơn. Không đơn thuần như những sản phẩm trước chỉ là lướt web, chơi game, check, nghe gọi. Nổi bật hơn là cái này có thể xì ga và đốt lửa. Là một bản tối ưu hóa chức năng của các sản phẩm trước. Bạn có thể lấy hương ra đốt nó. Đó là chức năng chính của sản phẩm mới Able, và sự kết hợp độc đáo của Able và BB Gas.